Tiếp tục chúng ta cùng nhau vào fake để khám phá các hiệu ứng tiếp theo. Tôi bấm vào phần effect đây. Ngay bên dưới chúng ta có cách thể hiện tranh manga. Bấm vào. Ngay lập tức chúng ta có thể hiện các nét khá sắc sảo và chúng ta có thể chỉnh sửa ở đây. Tôi kéo thang này lên. Chúng ta thay đổi phương thức để vẽ tranh và phim màu rõ nét hơn và nhẹ nhàng hơn. Chỉnh sửa tất cả các nét vẽ và phim màu ở đây. Tôi rất thích thể loại tranh này, khá nhẹ nhàng và ấn tượng. Tone cao, chúng ta có thể thay đổi các vị trí. Coloring, thay đổi màu sắc. Nhẹ nhàng hơn hay tươi hơn. Nếu bạn tăng chức năng cuối cùng, chúng ta sẽ add pattern vào. Các bạn có thấy lớp mờ nhòe và nhẹ không? Trông khá đẹp và ấn tượng. Tôi sẽ lưu tấm hình này lại ngay và luôn.